Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem hai cái váy mặc mùa hè siêu hợp luôn. Đầu tiên là mình chọn một cái váy dáng suông nhưng mà hơi xòe ở dưới. Em này thì có phần khóa kéo ở đằng sau siêu dài luôn mọi người ạ. Phần tay thì cũng không bị rộng quá nên là không sợ bị lộ gì đâu mọi người ạ. Bên hông còn có một cái túi bé bé xinh xinh nữa nè. Váy này thì được làm bằng chất liệu thô đũi. Mình mặc em này lên thấy siêu thoải mái và mát mẻ luôn. Em này thì form rộng rãi thoải mái có thể che khuyết điểm ở bụng và chân siêu tốt em này luôn. Em thứ hai thì là một em cộc tay màu đen. Em này thì mình mua để mặc hôm nào trời mưa ấy. Trông siêu xinh mà không sợ bị bán bẩn đâu mọi người ạ. Lúc đầu đặt mua thì mình sợ em này hơi nóng nhưng mà mặc lên thì mình khá bất ngờ. Counter này mát lắm mọi người. Nói chung là với giá tiền này thì mình nghĩ mọi người thực sự nên mua nha. Hello hello mọi người. Đã ai từng mua hàng nhiều quá xong rồi quên mất mình đã mua gì không? Hôm nay thì chính mình đã gặp phải trường hợp này. Mình quên mất là đã đặt mua em này rồi nên là lần này đã mua cái thứ hai luôn. Và tất nhiên là mình sẽ cho em gái mình thừa kế lại cái váy này rồi. Lần này thì mình có đặt thêm một cái váy hai dây màu be nữa. Giúp còn tặng kèm cho một cái dây chu màu tóc nữa này. Em này thì phần dây ở trên có thể điều chỉnh được dài ngắn nha. Và tất nhiên là ở bên trong cũng có một lớp lót nên là mọi người không lo váy bị quá mỏng đâu. Mặc lên thì cũng không hề bị ngứa nữa. Mình rất thích mấy cái kiểu váy có chia tầng như thế này. Mặc lên có một kiểu phồng tự nhiên ý. Mà chất của em này thì mặc như không mặc luôn. Mát mẻ dã man ấy mọi người ạ. Em này thì mình nghĩ là có thể mặc đi biển hoặc là khoác blazer như thế này. Mặc đi chơi đi cà phê các thứ cũng ok la lắm luôn. Mình sẽ để link của em này ở trên bio cho mọi người có thể tham khảo nha. Mọi người, hôm nay thì mình sẽ thử unbox một set babydoll siêu hot gần đây luôn. Mình mua set này chưa đến 200.000 ý mọi người ạ. Em áo babydoll này thì là chất vải đũi khá là mát. Tuy nhiên là có hơi nhiều chỉ thừa một chút. Em này thì có ba cái cúc và ba dây buộc ở trên. Phần ở dưới kiểu xòe ra khá là dễ che khuyết điểm bụng nha. Trong set này thì mình thích cái váy này hơn. Dù chất hơi mỏng nhưng màu khá là xinh nha. Điều khiến mình bất ngờ nhất đấy là bên trong còn may cả quần nữa mọi người ạ. Nên là khi mặc mọi người có thể yên tâm là không sợ bị lộ gì đâu nè. Mình thấy set này dễ mặc lắm luôn ý. Mọi người có thể mặc đi chơi đi học cũng đều ok la hết luôn. Mình sẽ để link của set này trên bio cho mọi người tham khảo nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox mấy đồ mà mình mua ở shop yêu thích của mình ở trên Shopee. Lần đầu tiên mình mua ở shop này thì cũng phải cách đây tầm 2 năm rồi. Đến bây giờ mua lại thấy shop vẫn siêu chất lượng luôn. Vừa mở gói hàng ra thì đã thấy mùi thơm ơi là thơm ý. Lần này thì mình đặt một em váy hoa nhí màu đen để mặc với áo phông. Bên trong váy có một lớp lót co giãn màu đen cực kỳ xịn sò luôn nha. Đây đây mặc lên trông xinh như này mà mình bảo chỉ có hơn 100.000 thôi thì mọi người có tin không? Tiếp theo thì mình có đặt thêm một em váy hai dây màu be. Em này thì cũng chỉ có hơn 100.000 thôi. Váy này thì ở ngoài là một lớp von mỏng. Bên trong thì cũng có một lớp vải lót nhưng mà hơi mỏng một chút nha. Ui mọi người, em này mặc lên trong kiểu nắng thơ cực kỳ luôn. Điểm trừ duy nhất đấy là váy này không có size nên là mọi người nhớ xem kỹ số đo trước khi mua. Bạn nào mà người nhỏ nhỏ một chút thì mặc xinh. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox một em áo siêu dễ thương. Dù mình chỉ đặt áo qua Shopee thôi nhưng mà shop cũng gói ghém rất là cẩn thận. Em này là một kiểu áo crop top có màu vàng kem sữa. Bên trên thì có in họa tiết cherry siêu xinh. Mình thấy chất vải của áo này khá là lạ, kiểu có vân nổi lên hay ho mà mặc thì không bị nóng xíu nào. Ở đằng trước sẽ có hai cái dây buộc vào trông cưng xỉu luôn ý. Ngoài ra thì trong set này sẽ có thêm một cái áo trắng để mọi người có thể mặc lót ở bên trong. Chất liệu của em này thì cũng hơi co giãn một chút. Áo này thì mọi người có thể tận dụng để mặc trong những bộ khác cũng rất là ok luôn. Ui mọi người ơi, thực sự là em này lên dáng quá là xinh. Mặc lên trông kiểu vừa sexy vừa dễ thương hai trong một luôn. Điểm trừ duy nhất là mình mặc thấy hơi chật một chút. Bạn nào mà 46 cân trở lên thì có thể tham khảo chọn size M cho thoải. Hello hello mọi người. Có ai mùa hè mà vẫn đi mua cardigan như mình không nhỉ? Mình mới đặt một em cardigan này siêu xinh ở trên Shopee. Đầu tiên là mình thấy shop này bọc hàng rất là cẩn thận luôn. Shop còn tặng kèm cả thư cảm ơn, kẹo và một cái tote bag nữa. Cuối cùng thì đây mới là nhân vật chính nè. Mình siêu thích cái màu vàng kiểu như này nên là lúc vừa thấy trên ảnh mình đã phải đặt mua luôn. Chất liệu của em áo này thì cảm giác rất là xịn sò. Phần tay và cổ áo cũng được gắn logo của shop xinh dã man. Các đường may cảm giác được chăm chút cẩn thận, không hề có một vết chỉ thừa nào cả. Còn đây là lúc mình mặc thử lên nè. Dù là dáng cardigan nhưng mà chất vải này mặc lên không hề bị nóng tí nào luôn. Em này thì mình mua để làm áo chống nắng cho xinh hoặc là để mặc hôm nào mà muốn hách tuổi một tí. Mặc như này chụp ảnh lên chắc mọi người cũng nghĩ là học sinh cấp 2. Nói chung là mình thấy em này không chê được điểm nào, rất là xứng đáng với giá tiền. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox hai cái áo mà mọi người hỏi mình siêu nhiều luôn. Hai em này thì đều là áo màu trắng trễ vai. Mình cứ phân vân hai cái nhưng mà cuối cùng thì chọn cả hai vì luôn. Thực sự là em nào cũng xinh xỉu, không biết chọn cái nào. Em đầu tiên này thì có tay phồng béo nhú khắp nơi luôn. Trước ngực thì có một phần vải rất là xinh, mình không biết gọi cái này là gì nữa. Nhưng mà bạn nào mà ngực nhỏ như mình thì em áo này che khuyết điểm rất là tốt cái nha. Cái này thì mọi người có thể mặc hai kiểu, mặc trễ vai hoặc là kéo lên trên như thế này ý. Trông cũng xinh dã man. Hoặc là luôn. Mọi người có thể cho phần gấu áo và phần chun bên trong. Mặc với tennis skirt này cũng xinh nè. Còn đây là một em trễ vai chất von bóng. Em này phần mặt sau thì có bo chun rất là xinh luôn. Mặc dù làm bằng chất vải von nhưng mà em này mặc lên thì không hề bị ngứa tí nào. Mấy kiểu áo này thì mình nghĩ là mặc với váy hay là quần nào cũng đều cực kỳ xinh luôn nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem một em túi siêu bé khổng lồ mà mình mới mua ở trên Shopee. Dù là của shop quốc tế nhưng mà tầm 10 ngày là mình đã nhận được rồi. Trong túi thì kèm theo một cái dây khá là dài nhưng mà có nấc điều chỉnh nên là mọi người muốn đeo chéo hoặc là đeo thẳng đều được nha. Điều mình bất ngờ nhất đấy là cái túi này còn chưa đến 100.000 ấy mọi người ạ. Mà lên form thì rất là cứng cáp nha. Vì đây là túi mini nên là chắc chắn không để vừa điện thoại rồi. Mình chỉ để ví với cả một cái son thôi là vừa in luôn. Kiểu là mùa hè mình hay mặc mấy cái váy hoa nhí ấy, nên là sắm em này để mặc cùng cho xinh hơn. Hoặc là để cho hôm nào mà mặc full màu đen nhìn này thì đeo em túi trắng này lên trông kiểu nổi bật hơn mấy phần luôn.